hôm nay em xin gửi đến cho mọi người cùng xem. Đó là một cái dầm trà được một cái người ta sưu tầm, người ta rất là kỹ. Cái viền viền đây người ta bọc bạc này, cái viền này người ta bọc bạc rất là kỹ này. Đấy. Nó tôn tôn vinh một cái giá trị về món đồ nó rất là cao luôn. Đấy, thì cái đề tài này đó là đề tài gọi là đề tài vẽ ngũ liễu. Đấy, thì cái người xưa người ta vẽ đề tài ngũ liễu, người ta vẽ rất là đẹp, mà trong cái ý nghĩa của đề tài này thì người ta hay gọi là ngũ liễu tiên sinh. Thì ngũ liễu này nó tượng trưng cho năm người, hoặc là có một ý nghĩa đó là người ta viết về đề tài ngũ liễu này là đại diện cho ngũ hành đó. Thì năm cây này là tuy là cái cây liễu là người ta hay gọi là liễu yếu đào tơ, nhưng mà cái cây liễu này nó có một cái sức sống rất là mãnh liệt, rất là trường tồn, rất là bền trước giông tố gió bão. Đấy, thì cái cây liễu này nó có sức sống rất là tốt. Đấy, thì người xưa người ta muốn vẽ một cái cây nào, một cái loài hoa nào, thì cái tính chất của cây cây đó nó phải thực sự tốt và thực sự đẹp thì người ta mới vẽ vào. Đấy, thì đặc biệt là cái một cái lối họa tiết vẽ vẽ tràng vành, vẽ trên vành như thế này. Đấy, vẽ tràng vành như thế này rất là đẹp này. Đấy, liễu thường thường người ta chỉ vẽ ở trong lòng vành thôi, mà đây nó vẽ trên vành luôn. Đấy, chúng ta dựng lên, dựng một đĩa trà ở trên một cái kệ như thế này, nó rất là đẹp. Đấy. Và cái cảnh này được người xưa người ta vẽ một cảnh rất là nên thơ. Hai cây này bắc qua một cái cầu, và ở đây một cái chiếc thuyền. Đấy, gọi là cảnh đẹp, nó giống như là một cái tiên cảnh dưới trần, giống như một cái tiên cảnh dưới trần gian. Đấy, thì ai ai cũng muốn quay về những cái cuộc sống thiên nhiên bình dị, đơn giản và đẹp như thế này. Đấy, và đây là một cái đĩa trà cổ này, men chàm chuẩn khô đanh đồ. Đấy, rất là già. Đấy. Tình trạng món đồ này thì qua thời gian 5 tháng thì nó không tránh khỏi những cái vết tóc, vết rạn men. Đấy, thì nó có những vết vảy này. Đấy, vết vảy như thế này. Và có một chỗ vảy như thế này, còn ngoài ra thì nó có hai cái vết tóc nhẹ nhẹ ở trên vành. Đấy. Và đây là cái vết tóc này. Và hiệu đề là bốn chữ: Nhược Thâm Chân Tàn. Đấy. Vành chôn các cọc chỉnh chu. Và cái dòng đồ cổ của cảnh nước trắng thì nó trắng tinh khôi, đẹp hoàn mỹ như thế này. Đấy. Qua thời gian 5 tháng nó có những cái vết ố, vết vết khô men một cách tự nhiên. Đấy. Bên ngoài vẫn giữ được cái lớp bóng. Đây là một cái món đồ cổ của triều nhà Nguyễn. Đấy, đây là một món đồ cổ của triều nhà Nguyễn. Thì đây là một cái đĩa trà gọi là ngũ liễu tiên sinh, hay gọi là liễu đò vân vân, thì gọi tên tên nào cũng được, nhưng mà cái đại ý nó rất là hay, và tất cả đều được em bảo hành chuẩn cổ suốt đời, được em bảo hành chuẩn cổ suốt đời cho từng hiện vật, và bảo hiểm luôn cả cái giá mua cho những ai mà có nhu cầu mình muốn sở hữu những cái tác phẩm đẹp, những cái món đồ giá trị như thế này, thì cứ kết nối gọi điện cho em để mà mình được sở hữu, mình được ngắm những cái trang phẩm và lưu giữ mãi mãi cho con cháu mai sau. Và cái quan trọng đó là các bác đều được em đảm bảo số tiền, khi mà các bác không có nhu cầu sở hữu nữa thì cứ gửi lại về với em để mà em gửi lại đủ tiền cho tất cả những ai không có nhu cầu sở hữu những món đồ cổ do chính tay em sưu tầm nữa, thì được chơi, được sở hữu và được mua bán, được thương mại. Đấy, vừa được lợi nhuận. Đấy, và cái quan trọng đó là được bảo đảm luôn cái đồng vốn. Đó là một cái ưu điểm ở bên em dành cho tất cả quý khách hàng khi mà muốn sở hữu những cái cổ vật đẹp như thế này. Đấy, bác nào yêu thích thì cứ gọi điện cho em.